thắt sơn đó là tiếng nổ, là sau này đó là có thể là thường thường là ba tiếng sấm nổ đó. Mà nói tới đây đó quý vị ơi, thầy cho biết đó, nếu để chờ sấm nổ gian thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn, tức là mình không chịu lo tu đó là muộn màng rồi. Bây giờ mình ráng lo tu gấp chứ không còn chờ gì nữa, vì muốn tu mà còn đợi chiều mai đó, khuyên người rèm sớm thì sai lắm hơn. Cho nên thắt sơn đó là lôi âm dục khởi tiếng đờn rồi thắt, tức là dục khởi tiếng đờn là gì, nói tới cái tiếng đờn đó là giống như mà nói tới đây nha, là đức thầy cho biết đó là tiếng đờn gì, dụng bá nha lên dây đàn khải, lo cho đời hình dốc ốm gầy, ngày hằng mong gặp hội gồng mây xanh men mét cũng thay thực xác. Như vậy thì đức thầy đã cho biết đó, vì thương sanh chúng mới lưng chuyển kiếp nè, đi đến đâu giúp người khao khát, đi đến đâu ngài cũng là đem cái đạo lành ban rãi nơi nơi. Bởi cho nên nói cái giai đoạn này là thầy thương sanh chúng, cho nên ngài mới lâm phàm độ thế, nên chi nguồn thương vô tận ấy các ngài mới thị hiện ra đời đây để ban vui cứu khổ cho vạn loài chúng sanh. Cho nên thầy mới nói câu gì nè quý vị, là ráng lo tu đi, thầy sẽ cứu quý vị. Bây giờ cứu là chỗ nào, thầy đã nhắc cho mình biết là xưa giờ mình tạo ác quá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình trở lại mình giác ngộ đi. Như vậy thì thầy mới nhắc là đua một lòng làm bạo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ nam mô A Di Đà Phật. Nhóm cư sĩ của chúng tôi xin mến chào Winnebot cũng như là tất cả toàn thể quý bà con bác kính mến. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay hội đủ nhân duyên, anh Bót lại ghé nhà của đệ tạo để thăm đệ tạo. Thì hôm nay sẵn dịp thì đệ tạo cũng trao đổi giáo lý cùng với anh Bót. Thì kính thưa anh Bót, thì thời gian gần đây mọi người cũng núi cấm cũng ở lại, mọi người cũng náo nức để đi vào trong núi cấm để giếng núi, rồi thăm lại những cái huyền bí ở trong núi nặng để tinh tấn tu hành. Thì thời gian gần đây cũng như vậy, thì cho nên em sẽ hỏi cái đề này có liên quan đến trong núi, xin anh còn hãy trả lời dùm. Dạ cái thưa anh, thì trong cái lý của thầy có một đoạn như thế này: lôi âm dục khởi tiếng đờn, thắt sơn dãy đoạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân. Dạ xin anh diễn giải dùm 4 câu để cho mọi người hiểu để tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa tất cả quốc tạo và quý vị đồng đạo kính mến, thì được biết hôm nay chúng ta cũng được nhân duyên lành gặp được đến nhà quốc tạo, thì cũng chia sẻ qua nền Phật pháp. Thì quốc tạo cũng hỏi là lôi âm dục khởi tiếng đờn, thắt sơn với lộn là cơn hiểm nghèo, nơi phía dưới treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân. Thì đây qua cái giai đoạn là lôi là âm dục khởi tiếng đờn. Lôi âm là gì quý vị? Chỉ cho là lôi âm tự, mà đức thầy chúng ta cho biết là cái cảnh mà lúc mà Tam Tạng với Thầy Thiên đó quý vị đi thỉnh kinh đó, thì lúc đó đó là đức thầy mới nhắc lại cái diện tích của ông Tam Tạng đi thỉnh kinh. Thì ngài cho biết là lúc Tam Tạng Tây Phương Huyết Đáo bị lòi yêu làm bạo lắm phen, đức từ bi phải lộ trắng đen, rồi lôi âm tự cũng đi đến chốn. Đi dọc đường yêu tinh làm hổn, rồi thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới sa tăng với đệ thánh tề thiên cứu giớt. Thì lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nặng tay cũng gót như không. Thì qua cái giai đoạn mà đức thầy đã cho biết là khi mà nói tới là trên cái lôi âm tự là đi là để thỉnh, là giống như tề thiên với là ông Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, là lôi âm tự đúng quý vị. Thì nhờ là cái những cái tàn kinh đó, thì hôm nay chúng ta được nghe những cái lời pháp nhũ của đức Phật đức thầy để chúng ta giác ngộ tu hành. Thì lôi âm dục khởi tiếng đờn, dục khởi là dục thúc mình đó quý vị,
tức là thầy cho biết là nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào, hay là có chỗ thì thầy nói nè là nghe tiếng chuông lành thông các cõi, rồi thiết chi địa ngục cũng nghe rành, nghe rồi thân tịnh tâm tròn sáng Phật, tức là lúc đó mình mới được sáng cái trí huệ lên, rồi bắt đầu mình là thấy được cái là màu nhiệm của Phật pháp. Bởi cho nên khi mình chưa tu đó thì mình không hiểu không biết gì á, khi mình tu rồi mình mới vô mình coi được cái giáo pháp của Đức Phật của thầy rồi đó, mình mới thấy. Bởi cho nên á là mình nằm trong cái sự mà chưa có hiểu được về Phật giáo lý đó, thì mình còn bị là vô minh tâm tối. Khi mà mình nghe được rồi hay là mình đọc qua rồi đó thì mình mới thấy là tỏ sáng. Bởi cho nên mới kiếp trước đó, còn trong mộng ảo, rồi kế kiếp sau này đã đáo Tây Phương, cái trí phàm nhân không thể đo lường, trong khi được khai đường tỏ ngộ, ví như kẻ đã mù từ nhỏ bỗng một hôm được tỏ sáng ra, thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa, vui mừng ấy kể sao cho hết. Rồi bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan, rồi đó là bỗng thấy lòng thông suốt minh quang, bỗng thấy sắc nhẹ nhàng phơ phớt ấy, đại khái trong khi tỏ ngộ không thể đem mô tả bằng lời. Và lúc đó sự nhiệm màu quyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thì khó thấu. Cho nên hôm nay á, mình thấy rõ ràng đó, là mình biết khôn rồi, mình hiểu được cái giáo pháp của Đức Thầy á. Bởi chim khôn lựa cái lành mà đậu, người khôn tìm chánh đạo mà thờ đó. Đừng học theo những thứ bá dơ mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Bởi vì cái đời mạt pháp này nè, quỷ ma rầm rộ đó, tìm Phật tiên đâu có phải dễ dàng đâu. Cho nên người muốn tu thì phải kiên gan mới có thể lọc thao vàng cho kỹ đó. Tìm cho được thật trơn đạo lý thì ngày kia mới khủy lòng mình. Bởi cho nên hôm nay mình thấy đó là lôi âm dục khởi, là kêu mình phải gắn lo tu gấp. Như Đức Thầy đã cho biết là tu kiếp kiếp rồi đó, nếu không quá trễ nè, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Thành nữ ra cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác thì đến sau tiêu diệt. Cho nên dục khởi nói tới đây nha, cách đây khoảng 2 ngày quý vị, như vậy là phái đoàn của chúng ta cũng có đi núi đó, quý vị cũng có coi trên đó, quý vị thấy đó, là khi có một số bà con mình đến đó rồi đó, thì đi vô trong cái hang rồi đó, mình mới thấy màu nhiệm ở trong đó. Mà cái màu nhiệm ở trong đó không thể đem mô tả bằng lời là chỗ đó đúng quý vị. Nó màu nhiệm lắm, nó di diệu lắm. Nó như vậy thì mình nhờ cái chỗ đó mà mình thấy cái màu nhiệm đó, rồi tự mình về mình giác ngộ mình tu. Bây giờ nói ra mình tả không có được đâu, nhưng mà khi mình đến đó rồi mình mới thấy, có khi là số là bà con người ta nói tôi ở nhà cũng được, Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, thấy không? Nhưng mà thực tế ra khi mình đi đến đó rồi mình mới thấy thay đổi cái là sự sống của mình, rồi thay đổi những cái là quyền diệu. Mà khi mình đến đó rồi cái tâm của mình nó khác biệt với là khi mình còn ở là nói chung ra là ở thường thường mình đi trên núi, nhưng mà mình ở đây là ở gì, là giống như mình đang nằm trong cái cõi ta bà khổ nè. Nhưng mà khi mình đi lên núi rồi cái tâm chúng ta thông thả lắm quý vị. Rồi khi lên trên đó rồi ngủ một đêm, rồi mình đó là hai đêm gì đó, rồi mình mới thấy trong cái sự không khí trong lành, rồi những cái quyền diệu mà mình đi là chỗ như là hang, rồi là chỗ những cái điểm mà các vị đã thọ vị hồi đó, là trước đó là có ở đó, thì mình mới thấy màu nhiệm trong đó. Thì về bắt đầu mình mới thấy đó là rồi mình mới là trao sữa. Thì có số bà con nói là tôi ở nhà tôi là tu cũng được rồi, thì cũng đúng, nhưng mã mình đi cho biết đó, ở đây biết đây, thấy không? Đi cho hiểu biết được cái màu nhiệm ở trong cái là núi. Ví dụ như những người ta chưa đi được, người ta ở nhà người ta tu vẫn được vậy, nhưng mà khi mình có dịp đi thì mình cứ đến đó để tham quan. Hay là những khi là quý vị mình thấy cái màu nhiệm đó rồi, quý vị mới có duyên mới đi được nha. Cái người không có duyên đó thì khó mà được đến là cái vùng Thất Sơn Bảy Núi lắm. Thì bây giờ nếu chúng ta là thấy rõ ràng là Đức Thầy cho biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Như vậy là giới thiệu cho mình biết đó. Bởi vì cái màu nhiệm ở trong bảy núi đó, Thầy cho biết là Thất Sơn là
tiếng nổ là sau này đó là có thể là thường thường là 3 tiếng sấm nổ đó. Mà nói tới đây đó quý vị ơi, thầy cho biết đó, nếu để chờ sấm nổ gian thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn. Tức là mình không chịu lo tu đó là muộn màng rồi. Bây giờ mình ráng lo tu gấp chứ không còn chờ gì nữa. Vì muốn tu mà còn đợi chiều mai đó, khuyên người rèm sớm thì sai lắm hứ. Cho nên thắt sơn á là lôi âm dục khởi tiếng đờn rồi thắt. Tức là dục khởi tiếng đờn là gì? Nói tới cái tiếng đờn đó là giống như mà nói tới đây nha, là đức thầy cho biết đó là tiếng đờn gì? Dụng bá nha lên dây đàn khải, lo cho đời hình dốc ốm gầy, ngày hằng mong gặp hội gồng mây xanh ngang mát cũng thay thực xác. À, như vậy thì đức thầy đã cho biết đó, vì thương sanh chúng mới lưng chuyển kiếp nè, đi đến đâu giúp người khao khát, đi đến đâu ngài cũng là đem cái đạo lành ban rãi nơi nơi. Bởi cho nên nói cái giai đoạn này là thầy thương sanh chúng, cho nên ngài mới lâm phàm độ thế, nên chi nguồn thương vô tận ấy các ngài mới thị hiện ra đời đây để ban vui cứu khổ cho vạn loài chúng sanh. Cho nên thầy mới nói một câu gì nè quý vị, là gán lo tu đi, thầy sẽ cứu quý vị. Bây giờ cứu là chỗ nào? Thầy đã nhắc cho mình biết là xưa giờ mình tạo ác quá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình trở lại mình giác ngộ đi. Như vậy thì thầy mới nhắc là đua một lòng làm bạo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Cho nên lúc này mình hoài đầu mình trở lại con đường giác ngộ thì có là có thầy, có tổ, có là văn thù Bồ Tát rồi là cứu mình nè. Bởi vì thầy có nhắc đó là văn thù Bồ Tát từ bi nè, chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lon giúp người tu niệm xê sang bỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình sao đừng trách mất tình yêu đương. Bây giờ chỉ cho mình sau này có là văn thù Bồ Tát cứu mình nè, có thầy cứu mình nè, yêu cầu mình trở lại đi. Mình chỉ cần thật tâm hướng thiện hoài đầu nha, mình chỉ cần trở lại hướng thiện hoài đầu thôi, thì nội trong nhất khắc được chầu Như Lai. Ví dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ thì liên đài cũng lên là chắc ăn, là mình đừng có lo. Bởi vì cái duyên mà huynh đệ đó là quý vị đồng đạo mình ở đây cũng vậy luôn, có cái duyên lành nghe quý vị, chứ không phải là đương không mà gặp gỡ với nhau để chia sẻ qua cái nền Phật pháp này đâu. Cho nên thầy mới nhắc là duyên lành rõ được khùng điên nha, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Như vậy là mình có duyên nhiều tiền kiếp, cho nên hôm nay mình mới được đó là nghe được cái giáo pháp của đức thầy. Thì mình nói tới cái câu làm tiếng đờn là gì, là đức thầy đã giống như là kêu gọi là nện gian một tiếng chuông linh rồi đấy, nện vô kêu lên đứng giống như tiếng chuông chùa. Mà thường thường á là khi qua 3-4 giờ kia là có là chùa là có đánh tiếng chuông rồi. Bởi cho nên đức thầy mới nhắc nè, là chuông linh khú ba hồi dục thúc, thấy không, dục thúc mình á, đờn lôi âm khởi điệu im tai, con lành duyên khá chở gót hài đi quý chí dắt người đánh tục. Cho nên lần thứ chót gọi lời kêu thúc là thầy đã cho biết là hiếm có được Phật ra đời, chứ không phải đương không mà có Phật ra đời, là vì mình có duyên. Xưa nay không có mấy khi nha dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Nói tới đây quý vị ơi, trên đó là năm non là đức thầy đã giới thiệu cho mình biết đó, là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Lúc đó mình mới thấy trên cái là năm non đó, nó màu nhiệm, nó thiêng liêng như vậy đó. Bởi vì thắt sơn giấy lộn là cơn hiểm nghèo, nhưng mà mình nói tới đó là giấy lộn là cái việc biến diễn nó thớ. Vì là thầy cho biết nếu để chờ sắp nổi gia đình đó, là e bá tánh ăn năn đã muộn đó quý vị. Thì thôi bây giờ mình ráng tu gấp chứ không còn đợi gì nữa chứ. Bởi vì lần này là lần là thứ chót rồi. Thầy đã cho biết nghe vì thương sanh chúng đó này, thầy mới nói một câu nè, là thấy cái cảnh chúng sanh đang khổ đó, thầy mới lâm phàm xuống đây. Thầy mới nói là tới với thầy nào quản thăng lương đó, muốn cứu thế xá chi bùng chỉnh, thấy không, thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chúng thanh. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng ăn vui cực lạc. Bây giờ mình thấy không, chúng sanh mà ở cõi ta bà này còn khổ đó, thầy cũng phải khổ vì họ vậy.
Cho nên rằng là ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, tức là thầy thương chúng sanh, thầy mới nhắc nhở mình. Như đức thầy có cho biết là mình gắng tu đi, rồi là sau này thầy sẽ cứu mình. Nó thì mình nói chung ra là thầy đã chỉ đường cho mình biết rồi, thì sau này mình là được hưởng, như kẻ hiện đức sau này được hưởng đó, thấy không? Thì hiếm có được Phật ra đời thôi, thì quý vị mình cũng gắng cố gắng, là cái kỳ này là kỳ là thứ chót rồi. Cho nên thầy mới nói là trong bốn câu này đó là của đệ tạo hồi nãy nêu lên đó là lôi âm dục cỡ tiếng đờn hắc sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc. Nói tới đây đức thầy than nữa quý vị ơi, nhìn văn châu lị ủ ê khóc đó. Biết sao chút hết gánh về ta mang nè, gánh về cho thầy mang luôn đó. Mang cho hết tai nạn thế giới, rồi kẻ tâm lành bớt đạo trời trong. Nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh bây giờ á, mình tạo mà giờ thầy gánh giùm rồi đó, nhưng mà không được, tại vì mình tạo ai ăn lấy no. Bây giờ ai là làm tội thì hưởng tội, là mình biết tu hiền niệm Phật ăn chay thì mình hưởng phước, thí dụ gì đó. Đó là thực tế luôn đó, chứ không có nói cái câu gì nữa, là thực tế là lực nhân quả không có sai chạy ai chứ. Vì lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Nay tu phải lúc, phải không chịu tu thì đành trút linh hồn. Muôn kiếp sau cho mạc dù chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa. Cho nên đó là lần này là thầy đã dục thúc mình là giới thiệu cho mình biết luôn. Ngài văn chỉ đáo lai trần thế nha, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thằng hạ bút. Là đức thầy mình lâm phàm xuống đây, là mình có duyên nè, mình sống ở vùng An Giang. Có những người đó ha, mà khi mà mình ra thôi, nói tới đây nha quý vị, nói tới cái vùng ngoài mình thôi, hồi khi mà mình đi cứu trợ đó, thì mình thêm cái nữa nha, là khi mình cứu trợ mà mì nè, mình đưa cho người ta chỉ gieo duyên niệm Phật thôi đó, mà người ta nói tôi không biết niệm Phật, là cái người đó không có duyên rồi. Nhưng mà mình nhờ kết duyên để chỉ, giống như ở đây huynh đệ mình, như có qua giai đoạn mà để tạo có cái chương trình mà cho bà con mình là gạo đó, cái kêu bà con mình để chi niệm Phật đi, để gieo duyên, yêu cầu mình niệm tiếng Phật thôi. Nói tới đây là sao mình biết sao niệm tiếng Phật để gieo duyên không, là gì đó, khi một cái mẫu chuyện của cái ông này nè, là khi mà ổng bị mà con cọp nó rượt đó, thì ổng chỉ có mô Phật thôi. Thì bắt đầu là ổng ôm cái cây mà ổng nói mô Phật đó, thì quay ngang đó là cuối cùng lại là khoảng chừng một thời gian đó, là vài kiếp sau đó, mình nói tới khi vài kiếp sau nghe, thực tế ra là khi mà ổng cái kiếp đó ổng chết rồi, sau đó là ổng lên lại là bắt đầu đó là ổng được gặp Phật. Thì khi nghe được cái tiếng Phật Nam Mô Phật thì bây giờ mình gieo duyên rồi. Cho nên thầy mới nói nè, là cái câu mà ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện thì lòng liền phát tâm. Nội mình thấy không, mình ở đây là giàu ít nhiều mình có duyên với thầy tổ, mình gắng cố gắng quý vị ơi. Bây giờ là lần thứ chót rồi, thầy đã cho biết đó là cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi, nên Phật tiên phải xuống hồng trần đó. Bởi cho nên thầy mới nhắc là trần thế lợi danh dắt mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo tầm đắng hiền từ cứu thế gian. Cho nên cái câu mà bốn câu này đó là lôi âm dục khởi tiếng đờn hắc sơn dối lạc giấy loạn là cơn hiểm nghèo, rồi nơi phía trước treo leo tiếng khóc nữa đó, mình thấy không? Đó là nhìn văn châu lị quê là cái buồn khóc, cho nên thầy mới nhắc vô đó. Rồi là khóc là khóc thương người ngu muội, thấy điên cùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đương nó lại thương thi, ngó về tay niệm chữ từ bi, cười chằn thế mê si thái quá. Bây giờ mình cứ lo là không chịu lo tu, rồi cứ lo lòng vòng, rồi cuối cùng cái thân mình nó vô thường. Mà để thấy là quý vị mình cứ thấy đi, rồi thấy cái cuộc đời mình nó là sống được bao nhiêu năm, mới đây là quay qua quay lại rồi, mình nó là thấy cái cuộc đời mình nó mới đây là đã già rồi, thấy không? Cho nên nó ngày đến đến đi đâu kéo ngược là chỗ đó, năm về về mãi chẳng ngừng ngang luôn.
tuổi già sức yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình re lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyển thì tử thần sửa soạn kéo vào quá. Mà kéo vào quan quách biết bao người rồi. Cảnh sống sum dày phỏng mấy mươi, mình thấy người ta chết là mình giác ngộ mình tu liền chứ không còn đợi gì hết chứ. Thấy không? Cho nên đó là đức thầy đó là dục thúc cho mình liền là trong lúc này là phải lo tu chứ không còn đợi gì hết chứ. Đó, thì đây là mình thấy trong cái lời thầy đã chỉ rõ đường đi nước bước đó, là lôi âm dục khởi tiếng đàn thắt sơn giấy động là cơn hiểm nghèo là cái chuyện khổ nó tới rồi. Đó, là nơi phía trước treo leo trước mắt là chơi đứng sau lưng hình dắt hình dốc dễ trơn đó, thì bây giờ mình thấy cái cảnh khổ nó phải nó đi gan gì không. Bây giờ là thầy đã cho biết là cả kêu dân chúng hỏi ơi sao không thức tỉnh diệt đời gần bên, khổ đà đi đến như tên rồi, ráng lo tu niệm tìm nền đi qua. Cho nên là lúc này là mình phải lo tu. Thì cũng thưa quý vị, thì đức thầy chúng ta cũng cho biết đó, thì hôm nay trong bốn câu giảng mà đệ Tạo cũng có hỏi qua là thắt sơn lôi âm dục khởi tiếng đàn thắt sơn giấy lộn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng mình dốc dãy chân. Thì kính thưa quý vị, thì trong bốn câu này theo cái hiểu của là em cháu cũng quý vị cũng hoan hỷ nếu có điều chi sơ sót trong khi mà quý vị có cái gì đó hơi còn thiếu sót thì quý vị comment vô để mình chia sẻ thêm, để nhắc thêm cho là giữa cư sĩ Bót và cư sĩ Quốc Tạo để kinh nghiệm và tất cả quý vị ở đây có cái gì còn hơi thiếu sót quý vị cũng hoan hỷ để bổ chính thêm. Thì theo như cái ý của đệ thì chỉ dựa chân lý để mà chia sẻ hôm nay. Và đến đây cũng xin dứt lời, thì cũng nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc và đạo quả sớm viên thành và tinh tấn ăn chay niệm Phật và cúng lại làm lành. Nam mô A Di Đà Phật.